Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và đây là iPhone 12 Pro Max. Và nó là chiếc điện thoại cá nhân của bản thân mình. Ta-da! Mới thay skin mới. Đẹp không anh em? Skin này đặt từ Mỹ về đấy, Việt Nam không có đâu. Thì mình đã sử dụng cái điện thoại này được khoảng 6 tháng hơn gì đó phải. Thời điểm mình mua mình nhớ không nhầm là tháng 11 hay là cuối tháng 10 gì đó. Mình mua chính hãng mà. Các bạn muốn thì có thể xem lại cái video vlog mà mình mua nửa đêm tại bên Cellphone S. Và sản phẩm này hiện tại nó đang có mức giá vào khoảng tầm dưới 30 triệu. Chính hãng vừa được xảy ra tại Cellphone S rồi thì mình thấy nó cũng khá là, nói chung là tốt đấy. Tốt so với cái thời điểm trước đây, nhưng mà trước đây vẫn phải tầm 32-33 triệu cho phiên bản 128GB. Mình mua cái phiên bản 256GB này thì nó vào khoảng tầm 35-36 triệu. Thời điểm này thì 256GB cũng chỉ còn tầm khoảng 32-33 triệu thôi. Nói chung là chúng ta sẽ có một mức giá tốt hơn một chút so sánh với trước đây. Thế thì nhìn lại một chút sau khoảng nửa năm thì chiếc điện thoại này của mình hiện tại nó như thế nào, nó còn ngon hay là không, và những cái vấn đề mình gặp phải trong quá trình sử dụng thì nó là những gì. Nói chung thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút sau 6 tháng thì 12 Pro Max như thế nào. Bắt đầu nhá. Thế thì thời gian gần đây mình mới chuyển sang mình sử dụng trần như thế này là chính. Chứ còn trước đây thì mình sử dụng ốp. Mà thậm chí mình còn dùng cái ốp đến từ Gear 4, ốp rất nhiều những ốp xịn sò các thứ. Thế nên là cái quan trọng hàng đầu đấy, cái phần viền gần như là nó không có bất cứ một cái, gọi là một cái đốm đốm nào cả đấy. Thực sự là cái phần viền thép nó đã bền rồi, kết hợp với quả mình dùng theo thêm một vài cái ốp như thế thì nó rất là chắc chắn. Và chỉ có duy nhất một vị trí mà nó bị xước răm, đó là cái khu vực, cái cổng sạc ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì mình cắm sạc thì đôi khi mình không thể nào mình cắm chắc chắn 100% vào đây được, thì nó vẫn sẽ bị tét tét ra xung quanh. Thì đấy mới chỉ là những cái đốm nhỏ nhỏ mà thôi. Còn nói chung cơ bản về mặt hình thức của cái điện thoại này thì mình phải công nhận đấy là viền thép Apple làm càng ngày càng trở nên bền bỉ hơn, chắc chắn hơn. Và cho dù đây là phiên bản mình sử dụng là phiên bản màu gold, khung viền này nó vẫn được phủ một cái lớp sơn lên, nhưng lớp sơn cũng được hoàn thiện cực kỳ ấn tượng và mình thích cái cách làm này của Apple. Còn nếu như các bạn sử dụng phiên bản màu trắng á, thì có thể nó sẽ dễ bị xước hơn, nhưng mà chúng ta có thể đánh bóng lại một cách rất là ok. Nên viền thép ok, hình thức vẫn ok. Nói chung là về cái mặt thiết kế bên ngoài, cảm giác cầm nắm sử dụng như thế nào chắc là các bạn quen quá rồi, nên mình không bàn đến vấn đề đó nữa. Mình sẽ muốn tập trung vào những thứ khác, những thứ mà mình cảm thấy hài lòng và những thứ mà mình không. Thì sau nửa năm mình dùng thì nói luôn ra mình không giữ. Các bạn cũng hiểu một điều là hiện tại mình cũng đang sử dụng đế sạc MagSafe ấy, trên văn phòng, nên là cứ rảnh là mình để lên đế sạc đó. Nên gần như cái máy này của mình cứ sạc liên tục, sạc liên tục, sạc liên tục và sạc pin liên tục. Thế thì sau khoảng nửa năm sử dụng kiểu như phá như thế thì pin của mình theo thông báo ở đây nó vẫn còn 96%. Đó, tức là nếu như mình sử dụng như thế này trong nửa năm tiếp theo thì pin nó ít ra nó vẫn còn tới tầm 92-93%. Và đây thực tế ra mà nói chỉ là một cái áng chừng của Apple mà thôi. Cái quan trọng là mình vẫn có một thời lượng pin sử dụng rất tốt trên cái điện thoại này. Và nhu cầu hàng ngày của mình thì on screen trên một cái iPhone này nó vào khoảng tầm 3-4 tiếng hoặc 5 tiếng. Và các bạn cũng để thấy một điều đấy là mình sử dụng trên cái điện thoại này thì toàn vào những cái giải trí như là Liên Quân này, Shopee này, Facebook này, TikTok, YouTube các thứ. Thế thì tại sao mình lại sử dụng vào những cái mục đích như thế? Thì như mình cũng đã chia sẻ trong một cái video về iOS rồi đấy, up hình lên trên Facebook đó, gửi hình thông qua Messenger hay thậm chí up story trên Facebook, hay thậm chí là up video lên trên TikTok các thứ, thì dùng iPhone nó vẫn có một độ nét tốt hơn so sánh với Android. Thế nên cái điện thoại này sinh ra dường như là để phục vụ cho nhu cầu social của mình. Thậm chí nếu như mình có trả lời comment trên YouTube của các bạn ạ, thì comment trên như thế này, trên iPhone đấy, mình cũng có thể trả lời comment một cách rất là dễ dàng. Đó, các bạn thấy sao? Rất là ok luôn. Thực tế mà nói thì Android cũng ngày càng hoàn thiện hơn rồi, nhưng mà xử lý những cái tác vụ kiểu như thế này trên iPhone nó vẫn rất là ok. Hay thậm chí cái vụ gõ bàn phím như thế này này thì iPhone nó vẫn rất là ưng. Thì sau khoảng nửa năm sử dụng thì thực tế mà nói nó vẫn đáp ứng rất tốt những cái nhu cầu social như thế của bản thân mình. Hay cái tiếp theo mà mình sử dụng cũng rất là nhiều, đấy là chụp hình. Đó, chụp hình và quay video. Mình nói luôn là 100% những cái video trên TikTok này của mình được quay hoàn toàn từ iPhone 12 Pro Max. Vẫn biết là trên TikTok thì sau khi mà chúng ta up lên trên này thì độ phân giải nó về chỉ có Full HD thôi, thì nó cũng không có cái gì đó gọi là nét lắm cả. Nhưng cái quan trọng là trong quá trình mà mình quay video, từ thu âm này, đó, từ lấy nét này đấy, thậm chí từ chống rung chuyển qua chuyển lại giữa những cái cảnh với nhau á, thì nó đều rất mượt mà. Và rõ ràng cái trải nghiệm đấy
thì mình chưa tìm thấy được trên bất cứ một mẫu điện thoại Android nào. Cho dù hiện tại mình đang sử dụng cả 5X3 Pro lẫn cả Galaxy S21 Ultra, lấy nét, chống rung, đặc biệt là màn pro thu âm, iPhone vẫn là một cái thứ gì đấy khác biệt hoàn toàn. Thì đó là những thứ liên quan đến cái trải nghiệm mà mình đang sử dụng hàng ngày. Thế thì mình hài lòng với những thứ gì? Mình hài lòng ở việc thời lượng pin nó tốt. Mình hài lòng ở việc tất cả những cái tác vụ xử lý hàng ngày của mình là nó mượt và mình bấm vào là nó phản hồi, chứ không mấy khi là nó bị lag hay là những cái hiệu ứng animation của cái máy này khiến cho mình cảm thấy là máy nó bị chậm cả. Nó vẫn rất nhanh, nó vẫn rất là mượt. Nhưng hiện tại đấy là khi mà mình đã up lên hẳn cái phiên bản đấy là iOS 14.6 rồi. Còn cái thời điểm trước đây khi mà mình sử dụng con máy này ở phiên bản iOS 14.5.1 thì nó có quá nhiều lỗi luôn. Lỗi một cách kinh khủng luôn, máy lag, máy nóng, máy delay, máy giật, treo ứng dụng, văng ứng dụng, đủ thứ. Nói chung là cực kỳ nhiều vấn đề trên nó. Nhưng đấy là vấn đề của phần mềm, sau những bản cập nhật thì Apple cũng đã trở nên tốt hơn, ấn tượng hơn. Rồi, cái vấn đề tiếp theo mà mình cảm thấy có thể nói là hài lòng á, nó đến từ chất lượng loa ngoài. Đấy, con này có một hệ thống loa ngoài rất là đã, nghe to, sướng. Thực tế ra mà nói thì nó vẫn không thể nào so sánh được về chất lượng với con ROG Phone 5. Nhưng thực tế ra trên một thiết bị mỏng như thế này, trên một thiết bị kiểu nó cơ bản như thế này, trên một cái thiết bị nó thuộc dạng gọi là cân bằng giữa nhiều tố như thế này, thì loa ngoài mình vẫn đánh giá trên iPhone vẫn là một trải nghiệm rất đã mà mình có thể nói là sử dụng nó hàng ngày để mà xem video, thậm chí là chơi game luôn. Game thì mình chơi Liên Quân, lâu lâu có bản PUBG. Điện thoại này phục vụ rất tốt những thứ đó. Rồi, hay là Face ID của nó cũng đã được cải thiện. Hiện tại thì khi mình kết hợp với Apple Watch thì cái vụ mà đeo khẩu trang mở khóa thì nó cũng đã ok hơn rồi. Nói chung thì đó là những thứ mà mình ưng. Còn bây giờ quay sang những thứ mình không ưng này. Cái điều đầu tiên, nếu như mình không dán skin này, máy nó quá trơn, trơn kinh khủng luôn. Viền thép đấy, xong rồi mặt lưng nhám là nó đã bám hơn rồi á. Thế nhưng mà cái cảm giác cầm nắm nó vẫn không thực sự là tốt, bởi vì cái khung máy quá mỏng. Con này có khoảng 7.4mm thôi à, quá mỏng luôn. Thế nên cái cảm giác cầm lại còn phẳng nữa, nó không thực sự là quá đã. Thế khi mà mình dán thêm skin này vào rồi ấy, cái cảm giác cầm nó mới chắc tay hơn rất là nhiều. Đấy là cái điều đầu tiên, còn nếu không là mình phải sử dụng ốp lưng. Cái điều thứ hai mà mình thực sự rất là ghét, các bạn nhìn thấy cụm camera của nó là lồi lên quá nhiều đúng không? Đấy, lồi lên nhiều như thế, cái không hài lòng chính là việc để lên mặt bàn như này này. Mình dùng trần mà, để lên mặt bàn như này thì cái góc cam bên dưới rất là dễ xước. Hiện tại thì lâu lâu mình mới sử dụng trần thì nó vẫn chưa xước, bởi vì mình dùng ốp lưng nhiều mà, ốp lưng MagSafe nhiều mà. Nhưng mà mình nghĩ sau một khoảng thời gian ấy, thì cái bên dưới này sẽ bị nham nhở và mình không thích cái điều đó. Do là một cái sản phẩm đắt tiền ấy, thì cái việc camera lồi quá nhiều như này thì cũng là một cái thứ mình không thực sự là ưng ý cho lắm. Đó. Rồi, tiếp theo đến cái vụ sạc nhanh. Trời ơi, cái này thì ai nói như thế nào nói, nhưng không nuốt được cái vụ sạc nhanh các bạn ạ. Đang sử dụng S21 Ultra sạc nhanh 25W, nó vẫn là thuộc dạng gọi là sạc chậm chậm thôi. Nhưng mà khi trong những cái trường hợp mình cấp cứu, mình kích pin nó lên thì cũng cực kỳ nhanh. Hay là nhìn sang con Oppo Find X3 Pro mà nhiều sạc 65W. Con này sạc nửa tiếng được 50%, con kia sạc có hơn 40 phút đầy pin luôn. Đỡ đi, đỡ được không? Thực tế mà nói thì sạc nhanh trên con điện thoại này nó là cái trường hợp khi mà mình cần sử dụng trong những trường hợp gấp rút. Chứ còn bình thường mình có thời gian rảnh mình để lên đế sạc MagSafe rồi thì lúc nào pin cũng đầy rồi. Nhưng mà cái này thì không. Nhưng mà cái sạc nhanh này là sẽ sử dụng trong những trường hợp cấp cứu thì 30 phút mới chỉ sạc được có 50%. Trong khi đó với những công nghệ sạc siêu nhanh thời điểm hiện tại bên Android ấy, thì thậm chí 10 phút có nhiều thiết bị đã sạc được tới 40% như là Oppo Find X3 Pro. Hay thậm chí trước đây mình đã từng chia sẻ với con Black Shark 4 ấy, 17 phút sạc được 100% pin luôn với công suất sạc lên tới 120W. Sạc nhanh không phải ai cũng cần, cái đấy mình đồng ý. Tại vì có rất nhiều người sẽ sử dụng cái điện thoại này theo kiểu sạc qua đêm, hôm sau đầy pin sử dụng nguyên ngày. Nhưng nó là cái công nghệ cần thiết trong những lúc cấp cứu, gấp rút. Và con này thì không làm được cái điều đó. Thì cái điều này là mình thực sự là mình mong muốn Apple cải tiến trong những thế hệ tiếp theo. Tiếp theo nữa, liên quan đến cái chụp hình. Thực tế ra mà nói thì hình chụp trên iPhone có tốt hay là không? Thì tốt, tốt ở cái camera chính của nó với những cái tấm hình shot bình thường. Nhưng khi mà các bạn muốn chụp hình và up luôn và ngay lên trên Facebook thì các bạn sẽ luôn luôn phải up thêm những bộ lọc màu vào nhìn cho nó sướng mắt. Chứ còn hình gốc của Apple thì không.
Tại vì trước đây chúng ta có một cái bộ lọc màu là rực rỡ như thế này, nhìn khá là nịnh mắt. Và hầu như là khi mình chụp hình xong với Apple iPhone, mình cũng áp dụng cái bộ lọc màu này vào. Thì Apple có luôn một cái tùy chọn trong lúc các bạn chụp hình ở đây là áp được luôn cái bộ lọc màu đấy vào. Tức là mình chụp xong một cái, mình có tấm hình đẹp sẵn luôn. Nhưng bây giờ thì không, tức là bây giờ mình chụp xong, mình lại phải mất công, đó, mình vào đây, xong mình bấm vào chỉnh sửa, mình áp dụng bộ lọc màu, xong mình chỉnh cái này. Ủa, nó mất quá nhiều thời gian. Và hiện tại cũng có rất nhiều sản phẩm Android làm những cái điều đó một cách rất là tốt. Thậm chí hình của họ chụp đã là đẹp sẵn rồi. Nên mình cũng mong muốn Apple hãy cố gắng tích hợp thêm cái bộ lọc màu trong quá trình mà chúng ta chụp. Thì các bạn sẽ có một tấm hình miền liền sẵn luôn, đẹp sẵn luôn, để các bạn có thể chia sẻ lên Facebook các thứ ok luôn. Rõ ràng chia sẻ hình ảnh bằng iPhone nó quá ok, nhưng chụp hình nó là câu chuyện khác. Còn nếu như các bạn sử dụng với những app đến từ bên thứ ba như là B612 hay là Snow các thứ thì đó là một câu chuyện khác rồi, không bàn đến nữa. Ok. Rồi, và cái không hài lòng cuối cùng, cái vấn đề này chúng ta cũng nói đến quá nhiều rồi, đó là không có màn hình tần số quét cao. Thực tế ra mà nói thì con này nó vẫn mượt thôi, nó vẫn có những cái animation nhìn rất là đã mắt, nhìn rất là sướng mắt thôi. Nhưng khi mình đang sử dụng song song với rất nhiều những cái máy điện thoại 90Hz là ít nhất, thậm chí 120Hz, thì nói luôn và ngay là màn hình của con này không khiến cho mình cảm thấy đã. Thậm chí là xét về cái khả năng hiển thị thì màn hình của con này cũng không phê được giống như là S21 Ultra hay là Find X3 Pro. Thế thì rõ ràng cái trải nghiệm màn hình, chưa bàn đến vụ tai thỏ đâu nhá, thì nó không thực sự là xứng tầm với một mẫu điện thoại lên tới 30 triệu như thế này. Vậy các bạn nghĩ sao? Thực tế mà nói thì sau khoảng nửa năm sử dụng trên iPhone 12 Pro Max thì nó vẫn ngon. Và mình nghĩ rằng là nó vẫn còn theo mình một khoảng thời gian dài nữa, bởi vì những cái tác vụ mà mình làm việc trên nó, như là quay video, như là sử dụng social, như là edit video TikTok các thứ, up video lên TikTok các thứ chẳng hạn, thì mình chưa tìm được một chiếc điện thoại Android nào có thể làm tốt được hơn chiếc điện thoại này. Thế nên mình vẫn sử dụng nó. Nhưng cũng có những thứ mà mình khá khó để chấp nhận, ví dụ như độ sạc nhanh, ví dụ như màn hình tần số quét không cao, hay ví dụ như là những cái trải nghiệm liên quan đến cái camera khi chụp hình. Vậy các bạn nghĩ sao về iPhone 12 Pro Max? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá tại 7S để có mức giá tốt nhất cho hàng chính hãng về điều xảy ra. 30 triệu thì sao? Xứng đáng hay là không? Comment chia sẻ phía bên dưới nhé. Còn video này mình sẽ ngừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.